Minh được tử vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh Kiếm Phong Kim ngày Nhâm Thân tức chi sinh can, nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Kiếm Phong Kim kỷ tuổi Bính Dần Canh Dần ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Thân lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn thành thủy cục, xung với Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ và Tuyệt Mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân, tuổi xung trong tháng tuổi Tân Mão, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Mã hay còn gọi là sao Lộc Mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc. Sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự. Sao Ngũ Phú tốt mọi việc, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Bạch Hổ kỵ về an táng, sao Lôi Công xấu đối với xây dựng nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính nam, Tài Thần hướng chính tây. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn trợ mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được những sự thuận lợi nhất định trong vận trình của mình ngày hôm nay. Và ngày này, công việc của bạn mệnh tuổi Tý phát triển khá là tốt, bạn có tài năng lanh lẹ cho nên sẽ có được cơ hội thể hiện mình, đã tạo ra không ít không gian để phát triển cho bản thân mình trong tương lai nữa. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, cơ hội đến với tất cả mọi người, chỉ có điều chúng ta có nắm bắt được hay không mà thôi, thậm chí có người còn tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Chính sự rèn giũa sẽ giúp cho bạn trở nên nhạy bén hơn khi làm việc, có khả năng nhận biết được khi nào là thời điểm để cho mình tỏa sáng, và ngày hôm nay chính là một ngày như vậy đối với bạn tuổi Tý nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của các cặp đôi hay là các cặp vợ chồng vô cùng là mặn nồng. Với những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đã được hóa giải, mối quan hệ ngày càng trở nên gắn kết hơn. Qua đối với những người đang còn độc thân, có thể được bạn bè hoặc là gia đình mai mối giới thiệu cho những cơ hội gặp gỡ một số đối tượng khác phái khá là ưng ý nữa nhé.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình đốn nhiều thuận lợi, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy có được cơ hội thể hiện mình, tự tạo ra không gian để phát triển. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa trở nên nhạy bén hơn khi làm việc nhờ có sự rèn giũa. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ biết được khi nào là thời điểm để cho mình tỏa sáng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc tình cảm mặn nồng, mâu thuẫn, hiểu lầm được hóa giải. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 75, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu điên, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ cho con đường công danh, sự nghiệp của bạn trở nên rộng mở vô cùng. Với bạn tuổi Sửu, bản mệnh là người có năng lực, lại thêm có chút may mắn, cho nên trong ngày hôm nay chính là dịp để cho bạn thể hiện bản thân mình, tạo được bước tiến vững vàng trên con đường sự nghiệp nữa rồi nhé. Và trong ngày thứ sáu này, với bạn tuổi Sửu, thành quả mà bạn nhận được không phải là do may mắn, mà là do bản thân bạn luôn có lòng tin và cố gắng. Bạn luôn có trách nhiệm với công việc, tự tin với những gì mà mình theo đuổi, nhờ vậy mà đã từng vượt qua được khó khăn để giành được mục tiêu đã định nữa rồi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ sinh xuất cho kim. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy rất có thể sẽ xảy ra không ít những bất đồng, mà nguyên nhân có nhiều, nhưng quan trọng là cả hai không ai chịu nhún nhường đối phương để hàn gắn chuyện tình cảm. Chính cái tôi cá nhân bị đặt lên quá cao chính là điều dẫn tới bầu không khí gia đình căng thẳng, thậm chí có thể đổ vỡ nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, con đường công danh được rộng mở vô cùng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy có được cơ hội thể hiện bản thân, tạo được bước đà vững chắc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa có trách nhiệm với công việc, tự tin với những gì mà mình theo đuổi. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ từng bước vượt qua khó khăn và giành được mục tiêu đã định. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc đôi lứa xảy ra không ít những bất đồng. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này làm cho bạn tuổi Dần đang có điềm báo đụng độ với hung tinh, cho nên vận trình công việc của bạn vì thế mà không được hanh thông suôn sẻ như ý muốn. Đặc biệt là trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần đang gặp kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ với những gì mà bạn đã làm được, cho nên tìm cơ hội để hãm hại bạn. Vì vậy, với bạn tuổi Dần không nên tiến hành những kế hoạch lớn hay là công việc trọng đại trong ngày hôm nay, đề phòng bất trắc xảy ra với mình. Cho dù trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, điều này sẽ mang tới cho bạn có được những cơ hội kiếm tiền, nhưng gặp hung tinh rình rập, cho nên mọi chuyện có thể không đơn giản như những gì mà bạn nghĩ, và tốt nhất là làm gì với bạn cũng nên cẩn trọng thì hơn, bởi bạn đang có điểm báo với bạn sẽ có thể bị lừa gạt mất một khoản tiền lớn. Tiểu nhân vẫn luôn tìm cách tiếp cận để làm thân chiếm lòng tin của bạn và dần dần nắm lấy cơ hội chiếm đoạt những gì mà bạn có nữa. Cùng với đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần đang gặp ngày có mộc kim xung khắc. Điều này cảnh báo cho cái chuyện tình cảm của bạn cũng không được tốt đẹp cho lắm.
Với bạn tuổi Dần, có thể cảm thấy thất vọng với một nửa của mình khi những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện, những cơn ghen tuông vô lý của người ấy khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản nữa rồi. Vài câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, đụng độ với hung tinh cho nên công việc gặp nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, đề phòng có kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, không nên tiến hành những kế hoạch lớn lao trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, có thể bị lừa gạt mất một khoản tiền lớn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, cảm thấy thất vọng với cách hành sự của nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 72, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày đón nhiều tin vui về tài lộc khi trong ngày đang có sự xuất hiện của chính tài chiếu mệnh. Ngày này, công việc của bạn tuổi Mão được ổn định, kéo theo nguồn thu nhập của bạn cũng đều đặn. Thậm chí, với những biểu hiện xuất sắc của bạn trong khoảng thời gian vừa qua, có người còn được nhận thưởng thêm một khoản hoặc là nhận được tiền hoa hồng hậu hĩnh về cho mình nữa. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão, tài lộc được ổn định, với bạn có thể chi tiêu thoải mái, tháo gỡ được những gánh nặng về tài chính. Bên cạnh đó, với bạn mệnh tuổi Mão, có những kế hoạch về tài chính rõ ràng để chuẩn bị mọi thứ cho tương lai. Bạn chớ nên tiêu xài hoang phí mà khiến cho ngân sách của mình bị hao hụt đi một cách nhanh chóng bạn tuổi Mão nhé. Và ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão, tuy nhiên vận trình tình cảm của bạn lại có dấu hiệu đi xuống do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc gây ra. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy trở nên xa cách vì nhiều lý do. Không ai muốn xuống nước nhường nhịn đối phương, cho nên dần dà càng trở nên lạnh nhạt với nhau nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công việc được ổn định, kéo theo nguồn thu nhập cũng được đều đặn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nhận thưởng nhờ biểu hiện xuất sắc của bản thân trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tài lộc được ổn định, chi tiêu thoải mái. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Hợi Mộc, có kế hoạch về tài chính rõ ràng để chuẩn bị cho tương lai. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vận trình tình cảm có dấu hiệu đi xuống. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí Thìn trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay rất thuận lợi, trôi chảy. Với bạn tuổi Thìn không phải bận tâm quá nhiều về điều này. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa, bạn gặp được đối tác đáng tin cậy, có được hợp đồng xúc tiến một cách nhanh chóng và thuận lợi. Với bạn có thể trao đổi thêm để tháo gỡ một vài vướng mắc từ trước, gia tăng thêm sự gắn kết với mọi người trong ngày hôm nay nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này còn cho thấy với bạn là người nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ và giành được lòng tin cậy của mọi người, có được sự tín nhiệm từ cấp trên. Với bạn tuổi Thìn, bạn biết mình muốn gì, cần gì, đặt sẵn mục tiêu để phấn đấu và không dễ dàng chịu lùi bước trước mọi khó khăn, nghịch cảnh nữa. Ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn, cái chuyện tình cảm của bạn cũng khá là tốt đẹp nhờ bạn đang gặp được ngũ hành tương sinh trợ mệnh. Với bạn cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người ấy dành cho mình. Chỉ đơn giản là những tin nhắn, cuộc gọi và những khoảng lặng mà họ lắng nghe bạn, nhưng đối phương luôn có được điểm tựa vững chắc cho bạn khi cần thiết nữa rồi.
Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc được thuận lợi, không phải bận tâm quá nhiều. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, các mối quan hệ xã giao hài hòa, đối tác tin cậy. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, hợp đồng được xúc tiến nhanh chóng và thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nhanh nhạy nắm bắt được thời cơ và giành được lòng tin của cấp trên. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người ấy. Vậy đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 75, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân trợ mệnh, điều này sẽ mang tới cho bạn có được vận trình tài lộc khởi sắc một cách rõ rệt. Trong ngày thứ sáu này, chuyện làm ăn buôn bán với bà tuổi Tỵ diễn ra được thuận lợi, giúp cho bạn thu được lợi lớn về cho mình. Bạn mạnh dự đoán được những cơ hội làm ăn lớn, từ đó mạnh dạn đầu tư khi cần và cũng biết khi nào mình nên thận trọng nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp tiểu nhân là thiên quan chiếu mệnh, điều này cũng khiến cho công việc của bạn gặp phải một số vấn đề phiền phức. Với bà tuổi Tỵ có phần chủ quan cho nên để mình thoải mái quá mức mà phạm phải nhiều sai lầm không đáng có. Và bà tuổi Tỵ, bạn nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng, không có thể thay đổi được nữa rồi nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc, có thể sẽ ảnh hưởng nhiều tới tình cảm giữa bạn và người ấy. Đôi bên cần phải dành nhiều thời gian để ở bên nhau, đôi khi chỉ cần một chút thời gian để trò chuyện cuối ngày thôi, cũng khiến cho tình yêu thêm phần thắm sắc lại nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, vận trình tài lộc được khởi sắc, làm ăn thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, dự đoán được những cơ hội làm ăn lớn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, công việc gặp phải một số vấn đề phiền phức. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, chớ nên thoải mái quá mà sinh chủ quan, gây ra những sai lầm. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đôi bên cần phải dành nhiều thời gian hơn để ở bên nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 30, số 99, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan nhập cục, điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ đang có được báo hiệu trải qua một ngày có được những bước tiến rõ rệt trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Với bạn tuổi Ngọ, bạn biết mục tiêu của mình là gì và không ngừng nỗ lực vì mục tiêu đó. Với bạn, đang có được tinh thần trách nhiệm cao là điểm nổi bật của bạn trong mắt cấp trên cũng như là đồng nghiệp xung quanh nữa. Còn một điều nữa là, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ, dù bạn là người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng cũng không nên vì quá nể mà ôm đồm những công việc không phải của mình vào người. Quá nhiều việc không chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng, áp lực cho bạn mà còn khiến cho người khác ỷ lại, không chịu tự phấn đấu nữa nhé. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có hỏa khắc với kim, điều này cũng cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy đều cần phải chú ý tới cách hành xử của mình. Lời nói và thái độ hành động cũng cần phải đúng mực, không nên cho rằng hai người đã quá thân thiết và hiểu nhau cho nên muốn cư xử như thế nào cũng được nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, có những bước tiến rõ rệt trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, biết mục tiêu của mình là gì và không ngừng nỗ lực. Tử vi tuổi Mậu Ngọ
thuộc mệnh hỏa, tinh thần trách nhiệm được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, chớ vì cả nể mà ôm đồm những công việc không phải của mình vào người. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, cả bạn và người ấy đều cần phải chú ý tới cách hành sự của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 92, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, và đây là cát thần sẽ mang tới cho bạn tuổi Mùi có được những thành công nhất định trong công việc của mình ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Mùi biết được cách làm như thế nào để có được hiệu quả trong công việc và đạt được cao nhất, không gặp phải khó khăn nào đáng kể. Bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hào hứng và hăng say. Mọi nhiệm vụ được giao trong ngày đều được bạn hoàn thành sớm hơn dự định, cho nên được cấp trên đánh giá cao về khả năng cũng như là sự cố gắng của bạn trong công việc. Với bạn, đang có nhiều cơ hội để thăng tiến, mở rộng phía trước, chỉ cần bạn nắm bắt tốt thì sẽ đạt được mục tiêu mà thôi. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cũng cho thấy với bạn cũng sẽ gặp được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Bạn tuổi Mùi có được sự yêu thương, chăm sóc từ người ấy rất nhiều, chẳng còn gì có thể chen chân vào mối quan hệ của hai người. Còn đối với những người đang còn độc thân, có thể sẽ có được những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà đôi lúc chính bạn cũng không tin nổi vào sự sắp đặt của số mệnh nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim đạt được những thành công nhất định trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy biết được cách làm như thế nào để đạt được hiệu quả cao trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa luôn làm việc với tinh thần hăng say, hào hứng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ đang có nhiều cơ hội thăng tiến mở rộng ở phía trước. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ gây ra những xáo trộn nhất định trong công việc của bạn ngày hôm nay. Với bạn tuổi Thân dễ vướng vào những chuyện tranh chấp, thị phi với bạn bè, đồng nghiệp. Và với những lúc như vậy, bạn nên kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, tránh đổ thêm dầu vào lửa khiến cho sự việc càng đi vào phức tạp và càng khó giải quyết hơn nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân, một số người vì quá tự tin vào khả năng của mình cho nên thành ra kiêu ngạo, không muốn hợp tác với bất cứ ai, tự cô lập bản thân mình. Với bạn cũng nên biết rằng mình không phải là người vạn năng và có những việc mình không thể hoàn thành nếu như chỉ có một mình nhé. Cùng với đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân đang gặp ngày có kim khí vượng, điều này làm cho bạn cần phải chú ý giữ gìn về sức khỏe, đặc biệt các bệnh liên quan tới xương cốt, bệnh về cột sống. Người lớn tuổi cần phải chú ý vận động vừa phải, trong khi đó người trẻ tuổi làm ở văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu, kéo lại ảnh hưởng tới xương khớp, sức khỏe của mình. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy dễ vướng phải tranh chấp, thị phi với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa quá tự tin, không muốn hợp tác với người khác. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, tránh đổ thêm dầu vào lửa để mâu thuẫn đi quá xa. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nên hạ cái tôi của mình xuống, hòa đồng với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, cần phải chú ý các bệnh liên quan tới xương khớp, cột sống. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 70, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và đây là hung tinh, có thể là nguyên nhân gây ra những khó khăn về mặt tài chính cho bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dậu có thể rơi vào cảnh nợ nần vì quá tin tưởng người khác trong những mối quan hệ xã giao, với bạn nên thận trọng, đừng vì tin quá mức mà lại thiệt thân, ảnh hưởng tới tiền bạc, tài sản của mình nhé. Ngoài ra, trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu, để tránh gặp phải những áp lực về chuyện tiền bạc khiến cho bạn làm gì cũng khó khăn, có lẽ với bạn cần phải lên kế hoạch trong việc chi tiêu thông minh để ngăn chặn những thói quen chi tiêu vượt quá tầm kiểm soát của mình. Có như vậy, bạn mới không phải hối hận vì những hành động nông nổi của bản thân mình gây ra. Và ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu, cái chuyện tình cảm của bạn cũng không nên kỳ vọng quá nhiều. Với bạn không bao giờ có thể thay đổi được một ai đó và nghĩ rằng họ sẽ vì bạn mà biến thành một con người khác. Yêu là phải chấp nhận khuyết điểm của nhau và bổ sung cho nhau. Nếu không chấp nhận được điều đó thì tình yêu sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy có thể sẽ phải đối mặt với những khó khăn về tài chính. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa có thể sẽ rơi vào cảnh nợ nần vì quá tin tưởng người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ nên thận trọng trong các mối quan hệ, đừng tin ai quá mức mà thiệt thân. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc cần phải lên kế hoạch cho việc chi tiêu thông minh để ngăn chặn tiền bạc bị thất thoát. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim không nên kỳ vọng quá nhiều vào chuyện tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 81, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày công việc khá là thuận lợi, trôi chảy. Và ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn làm việc có được sự tỉnh táo, phấn chấn mà không hề mất sức, lại thêm có được cát tinh là thiên ấn nâng đỡ, cho nên với bạn sẽ càng được hanh thông, tâm trạng với bạn cũng ung dung mà hiệu suất công việc của bạn vô cùng là cao nữa. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất, ở phương diện tài lộc cẩn thận là tốt, nhưng với bạn chớ nên vì quá rụt rè mà bỏ lỡ đi cơ hội, đặc biệt là đối với những người làm công ăn lương, nhiều khi thời cơ là do mình nắm bắt, nếu như bạn do dự và không dám dấn bước thì sẽ khiến cho cơ hội tài lộc tan biến một cách đáng tiếc. Và ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất, về phương diện tình cảm của bạn vẫn chưa được suôn sẻ như ý muốn khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành sinh xuất với những mâu thuẫn bùng nổ mà cả hai vẫn chưa tìm được cách để xoa dịu. Thời gian chẳng khiến cho mọi chuyện lắng lại mà dường như còn khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, công việc khá là thuận lợi và trôi chảy. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, tâm trạng ung dung, hiệu suất công việc vô cùng là cao. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, chớ nên vì quá rụt rè mà bỏ lỡ đi cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, vận trình tình cảm vẫn chưa được suôn sẻ như ý muốn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, đôi lứa chưa tìm được cách để xoa dịu những mâu thuẫn. Phần đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 84, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2022.
Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có ngũ hành tư hại, điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối trong ngày hôm nay. Và ngày này, tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay khiến cho bạn vướng phải nhiều thị phi. Tuy nhiên, với bạn tuổi Hợi, bạn càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân nhé. Trong ngày thứ 6 này, trong công việc, tâm tính của bạn dễ bị kích động khiến cho bạn đưa ra những quyết định sai lầm, thiếu đi sự chính xác. Và trước khi bắt tay vào một việc gì đó, nếu như bạn còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý của mình, mà nên tham khảo, thảo luận của những người xung quanh trước cái đã. May mắn là trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Điều này cho thấy nửa kia chính là chỗ dựa về tinh thần vượng vàng cho bạn. Và nếu như có điều gì đó khiến cho bạn khó xử, bạn hãy trò chuyện với người ấy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Bởi biết đâu hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra được một giải pháp thích hợp hơn cho bạn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tiểu nhân mang lại cho bạn nhiều thị phi, phiền phức. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, đưa ra quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, nửa kia là hậu phương vững chắc để cho bạn an tâm công tác. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc nưa cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!